Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát mới học Đại Thừa, chẳng nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, Tịnh Lự Ba La Mật Đa, Tinh Tấn Ba La Mật Đa, An Nhẫn Ba La Mật Đa, Tịnh Giới Ba La Mật Đa, Bố Thí Ba La Mật Đa mà khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với sắc làm cho lớn làm cho nhỏ, đối với thọ tưởng hành thức cũng làm cho lớn làm cho nhỏ, đối với sắc làm cho nhóm tụ làm cho phân tán, đối với thọ tưởng hành thức cũng làm cho nhóm tụ làm cho phân tán, đối với sắc làm cho có hạn lượng làm cho không có hạn lượng, đối với thọ tưởng hành thức cũng làm cho có hạn lượng làm cho không có hạn lượng, đối với sắc làm cho rộng làm cho hẹp, đối với thọ tưởng hành thức cũng làm cho rộng làm cho hẹp, đối với sắc làm cho có sức làm cho không có sức, đối với thọ tưởng hành thức cũng làm cho có sức, làm cho không có sức. Thì Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy do khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát mới học Đại Thừa, chẳng nương vào Bát Nhã, Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa mà khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với nhãn xứ chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ, đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ,